Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính lãi suất khi mà các bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Giả sử một ngày nào đó các bạn có một cái số tiền muốn gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Mình thí dụ như các bạn có số tiền là 100 triệu đi. Khi bắt đầu vào ngân hàng thì nhân viên ngân hàng người ta sẽ tư vấn cho các bạn các gói gửi tiết kiệm mà người ta gọi là gói tiết kiệm có kỳ hạn. Cái gói này có thể là kỳ hạn trong vòng 12 tháng, tức là 1 năm, 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng gì đó. Thì các bạn gửi càng dài thì cái lãi suất nó sẽ được cao hơn. Lý do càng dài được cao hơn thì ngân hàng người ta sẽ giữ được cái số tiền các bạn lâu hơn mà không phải bị gián đoạn với các bạn mà muốn rút tiền á, thì người ta sử dụng cái tiền đó để người ta làm những cái việc khác để sinh lời, ví dụ do cho khách hàng khác vay lại hoặc là đầu tư vào những cái dự án khác của người ta. Thì nói tóm lại thì mình gửi càng cái kỳ hạn của nó càng lâu thì cái lời nó càng cao. Nhưng mà ngược lại thì các bạn, nếu mà các bạn gửi, thí dụ như các bạn gửi kỳ hạn 6 tháng đi, mà các bạn đến 5 tháng các bạn đi rút lãi thì các bạn sẽ không rút được hoặc là sẽ bị mất cái phần lãi đó. 6 tháng thì phải trên 6 tháng mới được rút, hoặc là đúng 6 tháng. Kỳ hạn 12 tháng thì phải đúng 12 tháng sau các bạn mới được rút. Cho nên là nó cũng có những ưu điểm và cái khuyết điểm mà các bạn cân nhắc. Thì ví dụ cho các bạn có 100 triệu thì dễ nhất là các bạn gửi kỳ hạn 12 tháng thì cái lãi suất bao nhiêu phần trăm thì các bạn lãi bao nhiêu phần trăm thôi. Ví dụ như là 100 triệu lãi suất 6% trong 12 tháng, tức là sau trong vòng 12 tháng, tức là 1 năm sau các bạn sẽ được 6 triệu tiền lãi cộng thêm với tiền vốn 100 triệu thì là sẽ được là 106 triệu sau 12 tháng. Mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính lãi suất theo những cái tháng lẻ, ví dụ 1 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tháng gì đó. Đầu tiên các bạn sẽ có công thức là chữ V. V này tức là cái số vốn các bạn muốn gửi cho ngân hàng. Ở đây mình thí dụ như là 100 triệu đi ha. Các bạn bỏ vào ngân hàng trong vòng kỳ hạn, giả sử như kỳ hạn 3 tháng đi. Các bạn muốn 3 tháng thì tại các bạn thí dụ như muốn cần tiền để xây sở hay gì đó thì bạn chỉ muốn gửi trong vòng 3 tháng thôi. Với lãi suất mà ngân hàng báo cho mình là 4% một năm đi. Tức là 3 tháng thì lãi suất là 4% một năm. Thì công thức tính sẽ là V, cái số vốn ban đầu, nhân với lại cái lãi suất là 4%. 4% thì các bạn có thể viết nhanh ra là 0,04 phần trăm, tức là 10%. Giả sử như 10% đi, tức là 10 chia cho 100 là 0,1 á, thì 4% thì là 4 chia cho 100 là 0,04. Các bạn sẽ lấy về nhân với lại cái lãi suất, sau đó nhân tiếp với lại cái số tháng mà các bạn muốn gửi, ở đây là 3 tháng ha, sau đó tổng lại các bạn chia cho 12 đó, sẽ ra được cái tiền lời của cái tiền lời của cái số tiền mà bạn muốn gửi. Thì mình sẽ tính thử. Trăm triệu nhân cho 0,04 nhân cho 3 chia hết cho 12 sẽ bằng 1 triệu. Các bạn gửi 100 triệu, lãi suất 4% một năm, thì sau 3 tháng các bạn đến rút tiền thì các bạn sẽ lãi được 1 triệu. Nghe đơn giản ha. Mình cũng muốn nói thêm về cái lãi suất khi mà các bạn gửi tiền với ngân hàng hay các bạn làm việc với ngân hàng thì nó sẽ có 3 cái loại lãi suất. Đó là một cái lãi là có kỳ hạn là cái lãi suất cao nhất. Cái lãi suất này thường là thí dụ có kỳ hạn là tức là phải đến kỳ hạn thì các bạn mới có thể rút lãi được.
thì tùy vào cái kỳ hạn dài hay ngắn thì cái lãi suất nó dao động khác nhau, thì tầm vào khoảng 5 đến 8%. Trước đây thì nó cao hơn nhưng bây giờ thì nó thấp rồi, tầm khoảng 6 mấy phần trăm là cao rồi. Tức là 100 triệu thì các bạn sẽ lời được khoảng từ 5 đến 8 triệu một năm. Còn một cái loại khác đó là gửi không kỳ hạn. Gửi không kỳ hạn này tức là các bạn gửi gửi vào ngân hàng và các bạn có thể rút lại, rút tiền ngay bất kỳ lúc nào, rút tiền lãi và tiền lời, hay là các bạn muốn rút nào rút. Thì cái không kỳ hạn này cái lãi suất nó rất là thấp, nó khoảng tầm 1% một năm thôi. 1% tức là các bạn gửi 100 triệu thì một năm các bạn mới lãi được có 1 triệu thôi. 1 triệu thì một tháng thì khoảng được tám mấy ngàn, thấp không. Còn một cái lãi khác mà mình muốn đề cập đến đó là khi mà các bạn bỏ tiền vào thẻ ATM á thì nó vẫn có lãi nha, mà cái lãi suất này nó siêu nhỏ luôn, nó khoảng tầm 0,1 đến 0,2% thôi. Tức là các bạn có 100 triệu các bạn bỏ vào thẻ ATM, các bạn để đó, thì một năm sau các bạn quay lại các bạn kiểm tra thẻ thì số tiền các bạn sẽ là 100 triệu và thêm 100 ngàn hoặc 200 ngàn đó thôi. Cái lãi nó nhỏ dữ lắm, cho nên người ta khuyến khích là gãi nếu mình có cái số tiền không sử dụng cho việc gì đó, thì các bạn có thể gửi ngân hàng và gửi có kỳ hạn à. 6 tháng mình khuyên khoảng 6 tháng thôi, hoặc là một năm gì đó, nhưng mà tốt nhất là gửi 6 tháng thôi, để có khi nào có công chuyện thì các bạn có thể rút ra để làm việc nha. Video của mình kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.